Ngọc Trần rất vui khi trở lại với quý phụ huynh và các bạn học sinh trong bản tin Du học New World ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ontario là tỉnh mang sầm uất phát triển và sôi động nhất về kinh tế. Với các thành phố lớn như Toronto và Ottawa, Ontario là nơi có những trường đại học và cao đẳng hàng đầu Canada và là lựa chọn đầu tiên cho các bạn học sinh muốn được trải nghiệm một hệ thống giáo dục vào hạng tầm cỡ thế giới. Ở Canada, tỉnh bang Ontario, sinh viên mới tốt nghiệp trong vòng 2 năm có tỷ lệ việc làm cao nhất 96% so với hai tỉnh bang British Columbia và Quebec. Ontario có một môi trường văn hóa sống động và đón mừng sự đa dạng, khuyến khích hội nhập và trao đổi văn hóa, làm cho các bạn học sinh quốc tế như các bạn thành những sứ giả văn hóa có sự hiểu biết sâu rộng hơn về thế giới. Bắt đầu cuộc sống học tập ở một nơi mới thực sự là khó khăn, vì vậy hầu hết các trường đều muốn đảm bảo sự thành công của các bạn ngay từ khi bắt đầu. Các ngày định hướng dành cho sinh viên quốc tế sẽ giúp các bạn có cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống học tập, các dịch vụ và cơ sở vật chất. Thông qua bản tin ngày hôm nay, Ngọc Trần xin chia sẻ những dịch vụ sinh viên quốc tế tại trường Fleming College, là trường có trụ sở tại tỉnh bang Ontario, để các bạn yên tâm theo học nhé. Với chủ đề ngày hôm nay, để giải đáp thắc mắc cũng như giúp quý phụ huynh và các bạn học sinh nắm rõ về những dịch vụ cho sinh viên khi bắt đầu theo học tại trường, New World rất hân hạnh mời được đại diện trường Fleming College là bạn Hằng để trao đổi nhiều thông tin hữu ích về vấn đề này. Chào Hằng, New World rất vui vì em đã nhận lời mời tham gia buổi trao đổi thông tin ngày hôm nay. Em có thể giới thiệu đôi nét về trường Fleming College và những dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế tại trường Fleming College? Dạ, chào chị Ngọc. Rất là cảm ơn New World vì đã tổ chức ra buổi hôm nay để Hằng có cơ hội được chia sẻ về những cái dịch vụ sinh viên quốc tế ở trường Fleming. Thì đầu tiên Hằng xin giới thiệu một chút về trường Fleming. Fleming là một trong 24 trường cao đẳng công lập tại tỉnh bang Ontario tại Canada, và trường được thành lập năm 1967 với hai cơ sở chính ở thành phố Peterborough và thành phố Lindsay. Thì đây đều là hai thành phố rất là an toàn và yên bình ở Canada và là môi trường học tập phù hợp cho các bạn sinh viên quốc tế. Ngoài ra thì trường cung cấp hơn 120 chương trình đào tạo ở những cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là kinh doanh, sức khỏe, cộng đồng, rồi những cái ngành về công nghệ thông tin. Và trường hiện tại đang có 7.000 sinh viên full time, trong đó thì có 2.000 sinh viên quốc tế đến từ 33 quốc gia khác nhau. Và trường thì cũng có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế, thì Hằng sẽ xin chia sẻ sâu hơn ở những cái phần sau. Và Hằng cũng xin được chia sẻ về cái dịch vụ sinh viên quốc tế tại trường Fleming. Thì khi mà các bạn qua học á, thì trường sẽ có những cái dịch vụ như sau. Thứ nhất là cái dịch vụ đưa đón miễn phí tại sân bay cho các bạn. Và thứ hai á, là các bạn sẽ được hỗ trợ nhà ở trong 3 ngày đầu tiên, nếu trong trường hợp mà các bạn chưa có tìm được nhà. Và tiếp nữa là các bạn cũng sẽ có được 2 buổi orientation tại trường để có thể làm quen với lại cái môi trường khi mà các bạn mới chuyển qua. Ví dụ như là ở trong cái buổi orientation đó sẽ chia sẻ về cái việc là làm sao để các bạn có thể đi làm số điện thoại, là làm sao để mở được cái tài khoản ngân hàng, và làm sao để có thể chọn được các cái môn học ở trong trường. Và một cái rất là đặc biệt nữa là ở trường có thẳng luôn một bộ phận di trú, thì các bạn hoàn toàn có thể lên đây để hỏi các cái thông tin về di trú. Và những cái thông tin đó là những cái dịch vụ cho các bạn sinh viên quốc tế. Ngoài ra trong cái quá trình học á, thì các bạn cũng sẽ được hỗ trợ về mặt học tập rất là nhiều. Ví dụ như là các bạn sẽ được kèm một một nếu như mà các bạn gặp khó khăn ở một cái môn học nào đó, và đặc biệt là ở môn toán và kỹ năng viết á, thì trường có hẳn luôn một cái người phụ trách để cho các bạn có thể đến và hỏi bất cứ lúc nào. Ngoài ra thì trường cũng sẽ có tổ chức những cái buổi mà ôn tập thi cuối kỳ hoặc là giữa kỳ, tổ chức thành một buổi ôn tập lớn để cho các bạn có thể tham gia và có thể chia sẻ thông tin cùng với nhau. Ngoài ra thì bên cạnh mà hỗ trợ về việc học tập á, thì trường cũng rất là quan tâm đến cái đời sống tinh thần và sức khỏe của học sinh. Thì ở trong trường sẽ có một cái bộ phận y tế, các bạn gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì các bạn cũng có thể đến gặp cái chuyên gia y tế này để có thể được hỗ trợ. Và cũng có một chuyên gia về tâm lý để hỗ trợ cho các bạn nếu trong trường hợp các bạn gặp những cái vấn đề về tâm lý, ví dụ như là bị stress khi mà học xa nhà, hoặc là gặp các cái khủng hoảng về học tập chẳng hạn, thì trường cũng sẽ hỗ trợ. Và trường cũng sẽ có một cái bộ phận rất là giúp ích cho các bạn sinh viên quốc tế luôn, đó là bộ phận hướng nghiệp. Thì ở trong cái bộ phận này thì các bạn sẽ được các thầy cô chỉ viết CV làm sao cho hấp dẫn, và cũng sẽ được một cái buổi gọi là mock interview, phỏng vấn một một, để các bạn có thể tự tin hơn khi mà đi phỏng vấn thật. Và ngoài ra thì nếu trong trường hợp các bạn chưa có định hướng được là mình thích cái gì hoặc là làm gì, thì thầy cô cũng sẽ giúp cho các bạn định hướng được ra cái nghề nghiệp phù hợp với tính cách của mình. Về cái mặt cơ sở vật chất á, thì trường cũng sẽ có cái thư viện và cái không gian học tập trung cho các bạn. Ở thư viện này thì các bạn sẽ có rất là nhiều đầu sách mà liên quan đến cái chuyên ngành học của các bạn để phục vụ cho cái việc học. Và ở cái khu học này thì cũng sẽ có trang bị máy tính, máy in
và máy photocopy để các bạn có thể là trong thời gian rảnh các bạn lên đấy học thì các bạn có thể hoàn toàn là sử dụng các cái cơ sở vật chất này. Và có một điểm đặc biệt nữa là không chỉ các bạn sinh viên đang theo học có thể sử dụng mà những bạn nào đã là alumni cũng có thể mượn sách của trường được luôn. Đó là những cái hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tại trường Fleming. Cảm ơn em. Theo như chị được biết thì cuộc sống của các bạn sinh viên ngoài giờ học cũng thú vị. Vậy thì cuộc sống của các bạn mà sinh viên mà ngoài giờ học mà những hoạt động nào mà tại trường Fleming nói riêng và Ontario nói chung là gồm những hoạt động nào? Thì thật ra các bạn sinh viên ở Fleming cũng rất là thích những cái hoạt động sau giờ học. Ví dụ như là ở thành phố Poro thì ở campus Sutherland thì các bạn sẽ có được hồ bơi và các bạn cũng sẽ có được những cái lớp học thể dục sau giờ học. Ngoài ra thì đối với các bạn mà học tiếng Anh á thì các bạn sẽ còn được tham gia những cái kỳ gọi là dã ngoại ngoại khóa để tìm hiểu văn hóa và giao lưu văn hóa với nhau. Đặc biệt ở Fleming á thì đôi khi sẽ tổ chức ra những cái gọi là adventure, có nghĩa là đi khám phá ở ngoài thiên nhiên. Tại vì ở Ontario thì có rất là nhiều cảnh quan đẹp thì các bạn sẽ có thể tham gia ví dụ như là chèo thuyền kayak cùng với cả thầy cô. Và đặc biệt là Peterborough là thành phố của lễ hội, có rất là nhiều cái lễ hội mà thu hút được đông đảo các cái sinh viên quốc tế tham gia, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Hai năm trước thì có cái ngày hội gọi là Canada Day thì các bạn sinh viên Việt Nam đã diễu hành bằng áo dài trên đường phố và cái sự kiện này cũng đã được lên báo của thành phố Peterborough. Thì hầu hết các bạn du học sinh đều yêu thích các câu lạc bộ của trường. Vậy thì em có thể chia sẻ chi tiết về các câu lạc bộ của trường và những cái hoạt động thể thao giải trí tại trường? Dạ, thì nếu mà khi mà nói đến câu lạc bộ mà cho các bạn sinh viên quốc tế mà đặc biệt là sinh viên Việt Nam thì sẽ có một cái câu lạc bộ nổi bật nhất, đó là Hội sinh viên Việt Nam tại Fleming. Thì đây là một cái câu lạc bộ mà được thành lập bởi các bạn sinh viên Việt Nam. Thì ở trong câu lạc bộ này thì các bạn sẽ có rất là nhiều hoạt động. Ví dụ như là câu lạc bộ đã từng kết hợp với lại bộ phận sinh viên, bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường, tạo ra một cái gọi là culture showcase. Thì ở trong cái buổi hôm đó thì các bạn sinh viên Việt Nam trình diễn múa sạp và cũng có tạo ra những cái ngày hội trao đổi về ẩm thực. Thì các bạn sinh viên Việt Nam cũng tổ chức nấu các cái món ăn Việt Nam để có thể trao đổi với các bạn sinh viên quốc tế. Ngoài ra nữa thì câu lạc bộ sinh viên Việt Nam cũng hỗ trợ cho những bạn mà mới qua. Ví dụ như là các bạn ấy tổ chức riêng ra một cái ngày về cái giới thiệu nhà ở. Thì nếu như các bạn sinh viên Việt Nam nào mà còn ví dụ đang muốn chuyển nhà hoặc là chưa biết là nhà ở như thế nào thì hoàn toàn được hỗ trợ bởi các bạn câu lạc bộ sinh viên Việt Nam tại Fleming. Và đây cũng là một câu lạc bộ hoạt động rất là sôi nổi. Thêm nữa là nếu như bạn nào mà có yêu thích về khởi nghiệp thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia một câu lạc bộ khác tên là Enactus. Chủ tịch có nghĩa là cái người mà đang đứng đầu của câu lạc bộ cũng là một bạn sinh viên Việt Nam luôn. Bạn ấy tên là Oanh Hồ và bạn Oanh Hồ này cũng là người đã đạt được cái giải thưởng là nữ sinh viên kinh doanh của năm 2019 của thành phố Peterborough. Và còn các bạn nào yêu thích thể thao thì có rất là nhiều câu lạc bộ thể thao cho các bạn tham gia, ví dụ như là câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ golf, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng chuyền, các bạn hoàn toàn có thể tham gia. Cảm ơn chia sẻ chi tiết của em. Thì bên cạnh các hoạt động tại trường thì dịch vụ hỗ trợ đăng ký nhà ở cũng được nhiều học sinh quan tâm. Vậy em có thể chia sẻ cụ thể về dịch vụ hỗ trợ đăng ký nhà ở cho học sinh và chi phí cụ thể là như thế nào? Dạ, thì đối với về phần nhà ở thì các bạn sinh viên khi mà mới qua, nếu như trong trường hợp các bạn chưa có kiếm được nhà thì các bạn sẽ được trường hỗ trợ ở 3 ngày miễn phí. Trong thời gian đó các bạn có thể đi kiếm nhà. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn kiếm nhà trước khi qua thì trường cũng sẽ hỗ trợ gửi những cái website mà đáng tin cậy cho các bạn về các cái lựa chọn nhà ở, ví dụ như là ở cùng với lại người bản xứ chẳng hạn. Và trường cũng có sẵn luôn ký túc xá để cho các bạn có thể lựa chọn. Và cái chi phí ở ký túc xá sẽ dao động từ 800 đến 900 đô Canada cho một tháng. Và các bạn hoàn toàn có thể đăng ký ở ký túc xá của trường. Và ở cạnh ngay trường, nếu như mà các bạn cảm thấy là ở chi phí ký túc xá thì cũng hơi mắc so với các bạn chẳng hạn, thì ở gần trường sẽ có luôn một cái khu làng sinh viên đó, là các bạn hoàn toàn có thể là kiếm nhà ở đó và trường cũng sẽ gửi thông tin cho các bạn về những cái phòng mà còn trống ở đó để các bạn có thể thuê. Và cái mức giá ở đó thì rẻ hơn cái lúc xác của trường, là nó cũng sẽ rơi vào từ khoảng 600 đến 700 đô Canada cho vòng một tháng.
Cảm ơn những chia sẻ rất chi tiết và thú vị của em. Dạ, cảm ơn chị Ngọc và New World Education đã tạo cơ hội cho Hằng ngày hôm nay để chia sẻ về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế tại trường Fleming. Thì nếu như mà các bạn còn bất cứ một cái thắc mắc nào thì các bạn hoàn toàn có thể gửi các cái câu hỏi về cho New World Education và Hằng cũng sẽ hỗ trợ để giải đáp thắc mắc. Và chúc các bạn có một năm mới nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Câu trả lời vừa rồi, hy vọng rằng các bạn đang có ý định du học tại Canada hoặc tại trường Fleming College đã nắm rõ những dịch vụ sinh viên quốc tế và yêu cầu hỗ trợ từ trường khi có khó khăn. Có một lưu ý thêm đối với các bạn học sinh là hầu như hiện tại các trường đều có đại diện trường tại từng khu vực quốc gia. Vì vậy, việc hỗ trợ sinh viên quốc tế nói chung hay sinh viên Việt Nam nói riêng thì rất là nhanh chóng và kịp thời. Qua buổi trao đổi thông tin với chủ đề dịch vụ hỗ trợ sinh viên với đại diện chia sẻ từ trường Fleming College, mong rằng quý phụ huynh và các bạn học sinh đã nắm rõ và có nhiều thông tin hơn về những dịch vụ sinh viên quốc tế tại trường ở xứ sở Lá Phong. Nếu các bạn đã và đang có ý định du học tại Canada, cần nhiều thông tin chi tiết hơn, vui lòng liên hệ New World Education qua hotline 1800 6577 hoặc qua website newworldedu.vn để được hỗ trợ tốt nhất và tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bản tin đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi thông tin. New World xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin du học tiếp theo.